Có con khét. Chú ơi, có con khét. Cháy. Chú ơi, cháy. Bây giờ ra khỏi nhà. Nhanh, ra khỏi nhà. Không. Làm sao? Bây giờ cửa trong nhà nó cháy. Lấy khăn làm gì? Nhưng mà cháy rồi còn lấy khăn làm gì nữa? Kêu. Con cháu trong này cháy. Thế thì chị biết rồi. Ôi, cháy kinh khủng thế. Masa. Ui, đã xem mày cháy chung cư này. Ôi, đồng nghiệp người luôn. Em xem chưa? Nhưng mà chị xem chưa cháy chị lại biết ra. Cháy là không phải làm gì không? Cháy á? Nếu mà cháy nó ở vào nhà chị á, mở cửa phi ra ngoài luôn. Làm sao? Không thấy thì cửa trong nhà cũng chết mà. Bố mà. Ừ, bố đây. Có cháy. Ừ. Bố phải tìm một cái khăn nào đó, một cái xe áo ra. Đúng là nước. Nếu mà không có nước thì mình sẽ phải đi ở động bằng đường. Chị chả hiểu ý em như nào. Thế giả dụ đi, bây giờ đang chị em mình vào nhà xong cháy đi. Em làm cho chị xem được. Được. Hai chị em mình chả vào đang ngồi ở đây nằm ngủ đi. Xong cháy đi, xong sẽ làm như nào nhá. Được không? Nào, nào ra. Có một khét. Chú ơi, có một khét. Cháy. Chú ơi, cháy. Bây giờ ra khỏi nhà. Nhanh, ra khỏi nhà. Không. Làm sao? Bây giờ cửa trong nhà nó cháy. Lấy khăn làm gì? Nhưng mà cháy rồi còn lấy khăn làm gì nữa? Lấy khăn. Ừ. Nước ở đâu? Nước đâu? Nước đâu? Ủa, em lấy nước rồi à? Có nước. Ừ, xong rồi làm gì? Ừ, nhanh lên. Cháy rồi, cháy nón rồi, nhanh lên. Để. Bên chị đổ nữa, chị đổ. Ừ. Này đúng không? Ừ. Không cần làm gì? Rác đi. Ừ. Mũi. Hay có bên thân nữa. Xong rồi làm cái gì? Xong rồi. Xong rồi thì làm sao nữa nhanh lên? Ra ngoài. Mở cửa. Không. Làm nào? Không. Bỏ ra nói lại nào. Bây giờ nếu không phi ra cửa thì mình làm nào? Nếu mà ừ, nên nếm cháy to thôi. Ui, cháy bằng tay. Nếu mà còn nóng thì ở ngoài sẽ cháy. À, đây, ví dụ đây nắm cửa đây đúng không? Thì sẽ thở như thế này đúng không? Nếu mà không nóng thì ra mở cửa đi ra ngoài. Ừ. Được. Nếu mà nóng thì làm sao nhanh em cháy to thôi. Trời ơi, nhanh lên. Nếu mà nóng thì cái áo. Tìm xem có cái lỗ nào không? Đây, để quay một cái áo ra thì người ta sẽ biết mình đang ngủ chỗ nào, người ta sẽ đây, đây là nắm cửa. Ô, không nóng lắm. Chú chọn nửa ở đây đúng không? Thế bây giờ phải nhét rẻ ở khe đúng không? Thế vừa em bảo chưa còn gì? Thế bây giờ nhét rửa chứ. Thế bây giờ làm nào? Bây giờ ở trong cái chân nạc à? Khăn. Khăn này làm gì? Khăn làm gì bây giờ? Bây giờ nhá, có khoe không? Tìm lỗ để như kiểu là tàu hàng đúng không? Đây, thế chẳng dụ đây đúng không? À, cái lỗ cửa đây đúng không? Chú ra đây đúng không? Kêu. Con cháu trong này cháy. Đúng không? À, thế thì chị biết rồi. Thế thì cũng đơn giản mà đúng không? Còn nếu chỗ này không nóng cửa mở cửa chạy vù hoát ra ngoài hết cháy đúng không? Ôi giời. Nhưng mà chị ơi, nói thật nhá, ngồi đây chị bạn. Ngồi đây chỉ là diễn thử thôi. Mà nhìn lại toát hết cả mồ hôi luôn ý. Nghĩ là bây giờ mà có cháy á, làm sao mà đủ bình tĩnh nhỉ? Đúng không? Lúc đấy á, mình phải mê lên. Làm nào để mà ra được ngoài. Đúng là lúc đấy phải bình tĩnh đấy. Không thì chết nhỉ. Này, nhưng mà ví dụ nhá, ở trên thành phố mình học ấy á, mình còn được biết về học phòng cháy chữa cháy ở quê là sao được học đâu đúng không? Bây giờ nhá, chị sẽ đọc chuẩn. Thì đọc xem nào, ở trên mạng người ta có dạy không thì các bạn ở quê cũng biết đấy đúng không? Đây này, phòng cháy chữa cháy này đúng là như em nói luôn. Đầu tiên nhá, là khi mà có cháy
mình phải đi tìm ngay cái khăn. Đấy, nếu không có khăn thì phải xé áo ra, đúng như em nói luôn. Xong bắt đầu là phải tìm ngay nước để bịt vào miệng, để chúng ta không bị ngạt. Nếu không khí nó vào phổi là chúng ta sẽ bị ngạt thở đấy, đúng không? Đúng rồi. Thứ hai là khi mà trong nhà mà phải để ý hướng khói, xem khói nó vào đâu. Nếu mà các cái khe cửa có khói thì là mình phải nhét rẻ vào đấy. Và khi mà nhìn ra cửa chính mà không có khói thì chúng ta sẽ phải thử, muốn mở cửa thì phải dùng mu bàn tay áp vào cánh cửa. Nếu mà cánh cửa nóng thì chứng tỏ là ở ngoài có lửa, chúng ta vẫn phải ở trong nhà và đi vào một góc. Còn nếu mà không nóng thì chúng ta có thể ra ngoài. À đúng rồi, nếu như một trường hợp cuối cùng mà không thể ra ngoài được thì chúng ta phải tìm một cái cửa hoặc là cửa kính, sau đấy chúng ta vẫy khăn để cho mọi người biết rằng ở trong nhà này có người. À, đấy là những cái cơ bản nhất khi mà chúng ta bị phòng cháy chữa cháy. Bởi vì lúc đấy hoảng rồi, làm sao mà mù mịt rồi, làm sao mà nhìn cái điện thoại các thứ nữa, đúng không? Đấy, em phải nhớ nhá. Ừ, chị em mình phải nhớ cái vấn đề này đấy, chứ không bây giờ cháy cướp nhiều đó. Thật là ôi, bây giờ chị đã toát một hồi. Đấy là chỉ mới tập thở nghĩ đến thôi mà đã làm thế rồi nhầm. Em ơi, nếu mà thật, không biết chị em mình như nào ấy. Thật đấy. Ôi, mệt quá. Thôi, chúng ta đi ra ngoài tí. Quá, chị cứ tập như này chết nhờ. Không nhận đấy. Sao? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.